Trong tình huống lao lên không ổn tới từ người đi đường giữa của VKB, có hết thể rồi. Rằng đây sẽ là một chiến thắng dành cho MVP không đây. Một tình huống vào một phía đằng sau của HTD, nhưng đó chỉ là một tình huống mà anh ta dọn đứng mà thôi. Vẫn còn đó là một con Thiên Vương Trùy và không đủ sát thương để có thể loại bỏ đi con lính này, và HTD đang bị kẹt lại với cả Upin cũng như là Khiên Di. Lao lên sử dụng Long Toái, có Long Sát hay không đây? Và HTD vẫn có cho mình nội tại, anh ta đã có thể bay về được rồi, nhưng áp lực khu vực dưới vào thời điểm này là rất lớn. Quang Hải bị dí vào rồi. Sẽ là ba đường, sẽ là ba đường chắc chắn dành cho đội tuyển Heavy rồi, và họ có thể kết thúc luôn đi cả ván thi đấu này khi mà VKB 10 giây nữa thì Maris mới ra cơ. Tân lính đường dưới là cực kỳ nhiều, NSA ở tuyến trên, Khiên Di cũng sẽ ở tuyến trên. Hoàng TD đã vào, Hoàng TD bị hất tung, Hoàng TD chưa thể lên được con lính này, và chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên dành cho Heavy. Đó sẽ là chiến thắng dành cho đội tuyển Heavy. Vẫn còn đang bắn, vẫn còn cố bắn, và đó là một bạo gục.